Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính chào quý khán thính giả của đài SBTN vùng Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay, tôi hân hạnh được trò chuyện với bác sĩ Paul Đoàn Anh Sơn về cuộc đời của anh. Xin bác sĩ cho biết tại sao anh trở thành một tín đồ của Jesus Christ, trong trường hợp nào và tại sao? Trước nhất, tôi xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN vùng Hoa Thịnh Đốn và tôi xin chào chị. Chúa trong lòng thương xót đã kêu gọi tôi tin vào Chúa ấy khi tôi còn là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Trường Đức. Tôi nhớ rõ người bạn là Doug Jacoby, một người bạn cùng ở phòng của tôi, người đã gõ cửa phòng tôi để mời tôi đến học Kinh Thánh. Chính nhờ nghiên cứu Kinh Thánh về phúc âm của John mà tôi nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi và cho mọi người. Và Ngài kêu gọi tôi tin vào Ngài là vị cứu tinh và là Chúa của cuộc đời tôi. Vì vậy, vào tháng 12 năm 1978, tôi đã hiến đời sống của mình cho Chúa và được làm báp têm để nhận mình là tín đồ của Chúa Giê-xu. Trước khi chuyển đổi, tôi lớn lên trong Việt Nam trong một gia đình thờ cúng tổ tiên và chúng tôi cũng đi nhà thờ trong dịp đặc biệt như Giáng sinh và cũng đến chùa trong dịp đặc biệt khác. Tôi đã cố gắng sống một cuộc sống của một người tốt bằng cách tránh nói dối và lừa dối người khác, làm tổn thương người khác. Mặc dù vậy, tôi đã cố gắng sống một như vậy, nhưng tôi thường cảm thấy tội lỗi vì không đạt được mục đích này. Tôi nhận ra trong bản thân mình không có gì tốt. Vì một hành động sai đã hủy bỏ nhiều hành động tốt mà tôi đã làm trước đó. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về mục đích của đời sống của mình ra sao. Và khi tôi tin vào Chúa, tôi đã trút bỏ những gánh nặng của mình và tìm thấy sự nghỉ ngơi trong Chúa Jesus Christ. Thưa anh, từ khi là một người theo Chúa, anh gặp khó khăn gì và phước hạnh gì? Khi tôi tin vào Chúa và muốn được làm báp têm, cha mẹ tôi không muốn tôi chịu pháp báp têm. Họ muốn tôi ở như vậy. Tuy nhiên, tôi đã báp têm vào một hành vi của người tin của Chúa Giê-xu, giống như các tín đồ xưa đã chịu phép báp têm khi họ tin. Gia đình tôi lúc đó không nói chuyện với tôi một thời gian sau khi tôi tin. Cuộc sống của tín đồ là một hành trình để trở nên giống như Chúa, mỗi ngày giống như Chúa hơn. Khi tôi mới tin, nhà thờ của tôi bị chia rẽ theo cách dạy về Kinh Thánh. Tôi đã không phát triển xong trong đức tin của tôi. Mai đến sau khi tôi học y học và đến kết hôn, tôi mới bắt đầu lớn lên trong Chúa qua việc làm môn đệ của và học ở nhà thờ tốt. Trong suốt thời gian này, Chúa đã bảo vệ tôi. Tôi muốn đặt Chúa lên hàng đầu trong đời tôi và xin Chúa ban cho tôi một người vợ tin kính Chúa. Chúa đã tôn trọng yêu cầu đó. Lúc đó, bạn gái của tôi và vợ của tôi ngày nay không phải là một người tin. Chúng tôi muốn kết hôn, tuy nhiên chúng tôi đã có xung đột của hai bên gia đình. Đó là một phần chuyện khó khăn lúc đó. Nhưng chúng tôi trước khi làm đám cưới thì có mục sư giải thích phúc âm cho bạn gái của tôi. Một tuần trước khi chúng tôi kết hôn thì cô ấy đã chấp nhận Chúa là Chúa của đời sống của mình. Cô ấy cũng cảm thấy gánh nặng đã được dỡ bỏ. Cô nhớ lại lời dạy của Chúa, chồng yêu vợ và vợ tôn trọng chồng. Mọi thứ liên quan đến lễ kết hôn đều diễn ra suôn sẻ sau đó. Một cách khác là làm sĩ quan trong quân đội, tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện nguy hiểm. Chúa đã bảo vệ tôi và gia đình tôi khi tôi đi làm công việc ở nước Iraq. Một ngày nọ, trên tên lửa được bắn vào căn cứ của tôi và rớt gần khu nhà của tôi. Tuy nhiên, nó không được phát nổ để gây ra thiệt hại nặng nề. Chúa cũng nâng đỡ tôi lên làm cấp bậc đại tá trong không quân Hoa Kỳ.
Tôi đã có vinh dự được nhìn thấy cha tôi và con trai tôi tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trên hết, Chúa đã giúp tôi biết Ngài và yêu Chúa mỗi ngày mỗi hơn. Thưa anh, nếu anh có vài phút để nhắn nhủ đến người đang nghe, anh sẽ nói gì? Tôi sẽ nói rằng Chúa rất yêu bạn và muốn bạn có một cuộc sống đời đời đầy đủ và đầy đủ. Ngài mời bạn tin vào Ngài. Ngài không muốn ép buộc bạn. Vì vậy, hãy tin vào Chúa để cuộc đời được đầy đủ và được sự sống đời đời. Như Giăng chương 3 câu 16-17 đã nói, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Câu Khải Huyền chương 3 câu 20 cũng nói rằng, này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa với người ấy và người với ta. Và Giăng chương 10 câu 10 cũng nói, kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Và cuối cùng là Hebrew chương 3 câu 15 nói, trong khi còn nói rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc bạn nổi loạn. Kính thưa quý khán thính giả đài SBTN, vì thời gian của chúng tôi có giới hạn, nên chương trình của chúng tôi xin phép được tạm chấm dứt ở đây. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ mới an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng kính chào. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày, lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem VATV Chủ nhật ngày 23 tháng 6 2019 vào lúc 11 giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.